Thưa quý vị, với phương châm Tết đến với mọi đoàn viên công đoàn, Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành 6 kế hoạch chuyên đề để chăm lo Tết cho đoàn viên với số tiền lên tới 135 tỷ đồng. Theo đó, các cấp công đoàn thành phố tổ chức chương trình tấm vé nghĩa tình, tặng vé xe cho công nhân tại doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố tổ chức chương trình chuyến tàu mùa xuân, hỗ trợ 100% vé tàu cho 500 gia đình đoàn viên tiêu biểu có nhu cầu về quê đón Tết. Chương trình Tết sum vầy xuân tri ân dành cho 13.000 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị cắt giảm đơn hàng, không có điều kiện về quê đón Tết. Chương trình gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố tại công viên văn hóa Đầm Sen. Dự kiến tiếp đãi gần 22.000 gia đình công nhân, đặc biệt chương trình ngày hội công nhân phiên chợ nghĩa tình với chủ đề khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Với mong muốn góp thêm nhiều chiếc vé xe yêu thương dành tặng đến các bạn sinh viên khó khăn, người lao động nghèo được về sum vầy đón Tết cùng gia đình. Các trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng cũng như Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều chương trình xuân yêu thương để hỗ trợ người lao động về quê đón Tết. Cầm trên tay chiếc vé xe Tết yêu thương được đoàn trường Đại học Đông Đà Nẵng, nơi mình đang theo học trao tặng, sinh viên Bùi Văn Phong rất xúc động và hạnh phúc. Bình thường là em khi mà tới quê em quê của em là ở Phú Yên, và từ Phú Yên ra Đà Nẵng thì là hơn 400 km, và cứ mỗi lần mà cận Tết về quê như thế là em, như mấy năm trước em không có nhận được vé xe, là em sẽ phải tốn một số tiền là khoảng 300 đến 400 nghìn đồng để về quê ăn Tết. Và khi năm nay được nhận vé xe vừa về đón Tết của đơn vị trao tặng thì nó cũng giảm được một phần chi phí nào đó của cái việc tiền vé xe về Tết của em, và em cảm thấy rất là vui và xúc động. Với Xuân Tình Nguyện 2024, Đại học Đông Á trao tặng 300 vé xe cùng 2 chuyến xe Tết, tổng giá trị là gần 80 triệu đồng đến các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại 16 tỉnh miền Trung Tây Nguyên đang theo học tại trường. Đây cũng là năm thứ 12 chương trình được tổ chức, nâng tổng số vé đã hỗ trợ qua các năm lên gần 4.500 vé. Nếu sinh viên nào ở lại không về thì nhà trường có kế hoạch tổ chức cho các em ăn Tết đủ đầy. Tôi nghĩ rằng là những cái hoạt động này trước hết là có ý nghĩa về về tình thương, có ý nghĩa về xã hội. Thứ hai nữa cũng giúp cho các em một phần là khó khăn vượt qua trong cái lúc Tết để cho các em đỡ tủ thân, vui cái Tết xuân vầy cùng gia đình. Cái điều đó là có ý nghĩa nhất. Ngoài các trường đại học chủ động gây quỹ hỗ trợ vé xe Tết cho sinh viên nghèo, thì Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành 7 hoạt động chăm lo Tết cho người lao động. Trong đó có chương trình Hành trình Tết Công đoàn đưa người lao động về quê đón Tết. Hôm nay thì chương trình chuyến xe công đoàn sẽ tiếp tục sẽ thực hiện và đưa lao động về quê đón Tết. Và trong năm nay thì có cái chương trình hỗ trợ thêm cái vé tàu. Và công đoàn khu công nghiệp cũng đã làm việc và sẽ có cái chương trình là toa tàu sẽ đưa người lao động về quê đón Tết ở Thanh Hóa. Sẽ có một cái chuyến toa tàu, khoảng 40 đoàn viên tham gia cho cái toa tàu này. Được biết, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng sẽ chi khoảng 6,5 tỷ đồng để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn.